Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến này, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều điều chúng ta nhìn mà không thấy, ví dụ như là tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử. Người ta chỉ thấy những dấu hiệu của tình yêu như sự âu yếm, như quà tặng, như sự quên mình. Còn chính tình yêu thì ta không thấy, vì cái chính yếu thì vô hình, ta chỉ nhận được những cái gì đó bằng trái tim của chúng ta thôi. Có điều ta chỉ thấy bề mặt mà không thấy bề sâu. Ví dụ như là con người khi nhìn một người ta chỉ thấy diện mạo, hình dáng bên ngoài. Hiếm khi chúng ta thấy được tâm tư, tình cảm của người khác, kể cả những người thân yêu sống kề cận bên chúng ta. Nhưng còn linh hồn của người ta thì không ai thấy bao giờ. Ta chỉ thấy được bằng đức tin thôi. Đức Giêsu xuống thế làm người đã trở nên giống như một người phàm. Người che giấu thần tính vinh quang sáng láng trong một thân xác nghèo hèn. Bình thường không ai nhận ra thiên tính của người, ngay cả các môn đệ luôn kề cận bên người. Hôm nay khi Chúa tỏ mình ra, các ông chới với ngỡ ngàng. Lòng các ông tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy vinh quang của người. Thần tính vinh quang biểu lộ, rọi sáng vào nhân tính, làm cho nhân tính được tôn vinh. Diện mạo của Đức Giêsu chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Ánh sáng thần tính rọi vào nhân tính đem lại cho ta bao niềm hy vọng, vì nhân tính của Đức Giêsu gánh lấy tất cả nhân loại trên mình. Nên ánh sáng thần linh cũng soi rọi cả vào chúng ta, vào cái thế giới tối tăm, tội lỗi, yếu hèn, vào cái thân xác rã rời mệt mỏi của chúng ta. Ánh sáng ấy cho tôi hiểu rằng Thiên Chúa đang ẩn mình trong vạn vật, người ở nơi thâm sâu nhất của thân thể tôi, như Thánh Augustino đã cảm nghiệm, người ở bên trong, còn tôi ở bên ngoài.
Người ẩn tàng trong mọi quan hệ, trong mọi niềm vui, trong mọi tình bạn, trong mọi tình yêu. Bởi vì hạnh phúc là gì nếu không phải là đi tìm cái ở cốt lõi là nguồn mạch của hạnh phúc, là chính Thiên Chúa hằng sống. Ánh sáng ấy ngầm nói với tôi rằng vinh quang Thiên Chúa như hạt giống đang vùi chôn trong lòng tất cả mọi anh em sống quanh tôi. Vinh quang ấy đang bị che lấp đằng sau những mái tranh thô sơ, những thân thể gầy guộc, những ánh mắt mệt mỏi, lờ đờ. Nhận thức ấy thôi thúc chúng ta trở về tin Chúa trong đáy lòng của mình. Càng bóc đi lớp vỏ tội lỗi của tôi, thì dung nhan Thiên Chúa càng hiện rõ, càng chìm sâu vào nơi tối tăm thinh lặng. Tôi càng gần Chúa hơn. Nhận thức ấy giúp chúng ta kính trọng anh em, vì anh em là những cung thánh đền thờ nơi Thiên Chúa ngự trị, là những vườn ươm hạt mầm thần linh, là những bình sảnh chứa đựng kho tàng cao quý. Thì như thế, sống người Kitô hữu chính là bóc hết lớp vỏ tội lỗi để dung nhan Thiên Chúa tỏ hiện rạng ngời nơi tâm hồn tôi. Hành trình Kitô hữu chính là hành trình nội tâm trở về với đáy lòng mình để gặp được Chúa. Chương trình hành động của mỗi Kitô hữu là tiếp tay đem ánh sáng thần linh của Đức Kitô soi chiếu vào những mảnh đời tối tăm, những thân phận hầm hưu, sao cho dung nhan nhân loại chói ngời ánh sáng nhân phẩm, ánh sáng văn hóa, ánh sáng lương tâm và ánh sáng thần linh. Thì như thế, chúng ta đang cộng tác vào việc biến hình thế giới. Như thế là chúng ta bước theo chân Đức Kitô để đưa nhân loại vào hành trình phục sinh. Nhưng trước khi chúng ta có thể làm biến hình thế giới, làm biến đổi những người anh chị em của mình, thì chúng ta cũng phải, thứ nhất là chúng ta biến đổi chính chúng ta đã. Chúng ta thấy chẳng hạn như là sống bên cạnh gia đình chúng ta một người nào đó, phải không? Đời sống chả ra sao, ăn nói thì tục tằn, cư xử thì thô lỗ. Hỏi rằng chúng ta có nhận ra là người ấy có đức tin không? Chúng ta có nhận ra người đấy là người công giáo không? Chúng ta có nhận ra người đấy là người tin vào Đức Kitô không? Chắc hẳn là không rồi. Vậy thì để cho chúng ta nhận ra thì cái con người đó phải biến đổi thôi. Phải biến đổi. Biến đổi cả về đời sống đức tin và biến đổi cả về đời sống thể lý. Chứ không phải biến đổi nhờ cái chuyện mà thay đổi cái dung nhan, phải không, là vẽ lông mày rồi thì quẹt quẹt môi cho nó đỏ đỏ, vân vân, đủ thứ. Cái đó không phải. Cái đó chỉ là cái biến đổi cái hình dạng con người của mình, nhưng mà chưa có biến đổi từ cái tận căn bên trong. Đó là chính cái tâm tình của mình, chính là biến đổi cái niềm tin của mình vào Thiên Chúa như thế nào. Và như ở chúng ta nói trong bài tin mừng, tiếng Chúa Cha nói các ngươi ấy vâng nghe lời người, hay là thực hiện lời của Thiên Chúa, của Đức Giêsu. Khi chúng ta chưa thực hiện lời của Đức Kitô thì chúng ta chưa biến đổi được. Chúng ta cứ thử xem, đấy, nhiều anh em ngồi ở phía ngoài trong khi nhà thờ, mà trước đây cha Khang làm quản đốc thì cha cứ nói hoài, có người rất là khó chịu. Thế nhưng mà thực sự là đó, cái đó là chúng ta chưa biến đổi đấy. Ngồi ở tít mãi phía đằng kia kìa, ngồi người ta bảo là đi lễ là 3-4 trong 1. Vừa ngồi hút thuốc, vừa nói chuyện tầm phào, rồi ngồi bên kia quán nữa, vừa uống cà phê nữa, này, gặp gỡ này kia nữa.
Thì như vậy thì hỏi là mình là người Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật mình có biến đổi được gì không? Tuần này đã như thế nhưng mà tuần sau cũng vậy, không khác gì hết. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa biến đổi gì hết cả. Nhưng nếu có biến đổi thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta mới nên giống Chúa Giêsu, được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Cha. Thì lúc đó chúng ta mới có thể vào nơi vinh quang của Chúa được. Còn nếu chúng ta chưa biến đổi thì mặc dù chúng ta có gấp bao nhiêu lần là người Kitô hữu chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ dậm chân tại chỗ thôi, không thể vào vinh quang của Thiên Chúa được, mà chúng ta phải biến đổi tận căn con người của mình. Đấy, như tôi vừa nói, có cái chúng ta thấy rằng mắt thường chúng ta thấy chúng ta chỉ cảm nhận bằng trái tim thôi. Chẳng hạn chúng ta thấy rằng nhà tình mẫu tử, mẹ con hay là cha con với nhau, chúng ta thấy cái gì? Thấy chúng qua cái cách đối xử thôi, qua cái cách đối xử. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái đó, không có diễn tả cái tình mẫu tử nó làm sao, làm sao, làm sao, phải không? Đấy. Nhưng mà chúng ta thấy cái người mẹ đó yêu thương con, khi mà bế bồng con, chăm sóc con, có thể là hôn con kia, rồi dẫn nó đi từng bước đó, thấy cái sự đó. Nhưng mà rồi có cái nữa chúng ta thấy đó, trong tâm hồn chúng ta thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải biến đổi bằng tâm linh. À, cái gì mà chúng ta vừa nói là biến đổi từ cái trái tim của mình. Cho nên cái đức tin của chúng ta và cái đời sống chúng ta phải biến đổi. Nếu chúng ta không biến đổi thì thực sự thì chúng ta không thể vào nước trời với Chúa được, không thể chiêm ngưỡng vinh quang với Chúa được. Nên anh chị em luôn phải ý thức hơn, nhất là chúng ta thấy rằng chúng ta phải biến đổi cái cung cách chúng ta đi dâng lễ ngày Chủ nhật. Tôi không có nói đi dự lễ đâu nha, tôi không có nói đi dự lễ, tôi nói là đi dâng lễ. Đi dâng lễ, dâng làm sao? Chúng ta bây giờ đến là chúng ta đến nhà ông chủ tịch chẳng hạn như vậy, không? Vì cái công việc gì đó chúng ta đưa món quà, chúng ta để ngoài giỏ, xong để ngoài cửa đấy, bảo đấy tôi biếu ông đấy. Hay là chúng ta đã phải cầm hai tay đưa vào để trên bàn, cách nào đây? Đó, chúng ta đến với Chúa như thế nào đấy, để chúng ta biến đổi. Ước gì chúng ta thấy rằng qua cái lễ Chúa biến hình này, đời sống chúng ta cũng biến đổi, đức tin của chúng ta cũng tốt hơn, và nhất là đời sống thể lý của chúng ta cũng tốt hơn. Đấy, để từ đó mà chúng ta thấy rằng thực sự chúng ta là những người Kitô hữu được biến đổi nhờ ơn đức tin và nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Xin mời cộng đoàn đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa.